của người khác. Chào mọi người ạ. Chào Kim Nguyên Trần này. Chào Phạm Huy nhá. Mọi người xem livestream thì chia sẻ cho em đi. Hôm nay em sẽ chơi game nhá mọi người ơi. Hôm nay em sẽ chơi game ạ, nên là mọi người chia sẻ đi, cái lượt view này tăng lên em mới chơi game được nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ. Kim Nguyên Trần ơi, nếu mà đoán chúng câu hỏi sẽ được tặng quà nhá. Đoán chúng đáp án sẽ được tặng quà này. Chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ với trang cá nhân và hội nhóm nha em. 20 hội nhóm tại Kem Sơn thôi. Hôm nay chia sẻ 20 hội nhóm thôi, không 30 nữa, chia sẻ 20 hội nhóm thôi. Chia sẻ 20 hội nhóm sẽ nhận ngay một kem sâm nhá. Nụ cười không vui ơi, chị chia sẻ với trang cá nhân và hội nhóm nhá. Chia sẻ 10 lần với trang cá nhân và hội nhóm ạ. Ok, Kim Nguyên Trần đã chia sẻ này. Bạn nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại đi nhá. Comment đã chia sẻ kèm số điện thoại ạ. Mọi người chia sẻ đi nhá. Chào Lê Giang ạ. Chia sẻ cái lượt view này tăng lên em sẽ bắt đầu chơi game nhá mọi người nhá. Chia sẻ cái lượt view này tăng lên em sẽ chơi game này. Ui Minh ơi, có sữa rửa mặt nha bạn ơi, có sữa rửa mặt ạ. Có sữa rửa mặt nhá, bạn inbox cho mình sẽ tư vấn sữa rửa mặt cho bạn nhá. Các bạn chia sẻ đi rồi chúng ta chơi game nhá. Bạn nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại nhá. Comment cái lượt view này tăng lên 200 người xem nào. Chia sẻ đi ạ, cái lượt view này tăng lên 200 người xem em sẽ chơi game nhá mọi người nhá. Hôm nay em sẽ chơi game ạ. Nên là mọi người chia sẻ đi ạ. Bạn nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em này. Quà hôm nay sẽ là một trong ba lọ guốc này nhá. Nước hoa guốc này nha mọi người nha, cực kỳ thơm nha. Quà hôm nay sẽ là nước hoa dành cho các bạn luôn ạ. Các bạn là chọn nước hoa có thể trúng quà, các bạn có thể chọn nước hoa nha, hoặc là chọn váy tùy các bạn luôn. Các bạn chia sẻ mạnh tay lên. Chia sẻ mạnh tay lên nào. Bạn nào chia sẻ 20 hội nhóm thì chụp ảnh màn hình gửi qua inbox cho em sẽ nhận ngay một kem sâm nhá. Chia sẻ 20 hội nhóm sẽ nhận ngay một kem sâm này. Chào Su Su nhá. Chia sẻ đi nào mọi người ơi, chia sẻ đi ạ. Chia sẻ cái lượt view này tăng lên em sẽ chơi game này. Bạn nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại nhá. Comment đã chia sẻ kèm số điện thoại đi nào. Lượt view tăng lên 200 người xem em sẽ chơi game ạ. Bạn nào chia sẻ 20 hội nhóm nhận ngay kem sâm thì inbox cho mình luôn nha. Mình ngồi đây để check luôn đợt chia sẻ của các bạn nha. Bạn nào chia sẻ 20 hội nhóm rồi hoặc mà chia sẻ 30 hội nhóm rồi comment lên giúp mình thì mình biết nên mình tặng quà luôn nhá. Chia sẻ 10 lần với trang cá nhân và hội nhóm đi nào mọi người ơi, chia sẻ 10 lần với trang cá nhân và hội nhóm ạ. Chị Vân Anh, Vân An Nguyễn ơi, hôm nay em sale lúc hoàng quốc còn 190.000 thôi chị nhá. Chị lấy quốc thì comment cho em quốc kèm số điện thoại ạ. Chị nhớ là để lại số điện thoại bên em mới chốt đơn nữa chị nhá. Mọi người xem livestream thì chia sẻ cho em đi nào để em sẽ bắt đầu chơi game nhá. Chia sẻ cái livestream mình đi em sẽ bắt đầu chơi game ạ. Nước hoa quốc hôm nay sale đồng giá là 190.000 thôi nha, 190.000 thôi. Chị nào lấy hàng để lại luôn tên sản phẩm cộng số điện thoại giúp em nha. Chị Kim Anh Nguyễn Trần ơi, chị chia sẻ bao nhiêu hội nhóm rồi ạ? Lớn nhất 20 hội nhóm em tặng ngay chị một kem sâm luôn nha. Chị nào chia sẻ rồi comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em ạ. Đúng rồi Kim Nguyên Trần ơi, chia sẻ 20 hội nhóm sau chụp màn hình gửi qua inbox cho em sẽ nhận ngay nước hoa nhá. Chia sẻ 20 hội nhóm ạ. Chia sẻ 20 hội nhóm thôi, chụp ảnh màn hình gửi qua inbox cho em sẽ nhận ngay nước hoa này. Kim Nguyên Trần chia sẻ đủ 20 hội nhóm rồi thì chụp ảnh màn hình gửi qua inbox nhá. Mọi người chia sẻ cái livestream mình đi nào, chia sẻ để đăng review lên xem bắt đầu chơi game nhá. Hàng bên em là hàng Singapore nhá chị Vân An Nguyễn ơi, hàng Singapore chính hãng luôn này, nhận hàng check mã vạch thoải mái luôn. Hàng Singapore nhá, nên là chị không phải hàng fake đâu ạ. Hàng Singapore lưu hương là tối đa là 8 tiếng chị nhá, tối đa 8 tiếng đồng hồ ạ. Hàng của Pháp thì có loại 20ml nha, giá là 290.000 ạ. Còn này hàng của Sinh ạ. Chị nào lấy hàng để tên sản phẩm cộng số điện thoại này. Ok các chị ơi, chia sẻ đi ạ, mạnh tay lên bắt đầu chơi game này. Ok nha, bắt đầu chơi câu đố nha mọi người nha. Mọi người trả lời câu đố này giúp em tìm ra thành IQ trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Tìm ra thành IQ trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Là bóng gì không phát sáng ạ, comment đáp án cộng số điện thoại giúp em nha. Câu hỏi ngày hôm nay đây nha mọi người ơi, câu hỏi ngày hôm nay đây ạ. Ok chị Minh Tuyết nha.
chị chia sẻ mạnh tay lên, ai đã chia sẻ rồi con mừng luôn đáp án cộng số điện thoại giúp em nha. Con mừng đáp án cộng số điện thoại giúp em này. À, chào Tân Tún nhá. Đúng rồi, chị Thanh Vân Lê chia sẻ 20 hội nhóm, mời chụp ảnh màn hình gửi qua inbox cho em nhá. À, bóng gì không phát sáng nha mọi người ơi, câu hỏi ngày hôm nay là bóng gì không phát sáng ạ? Comment đáp án kèm số điện thoại đi nào, comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Không có số điện thoại em sẽ không không đọc comment của các chị lên nhá. Không có số điện thoại em sẽ không đọc comment này. Bên em mới bắt đầu chơi game thôi nên là chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ đi nhá. Nhanh tay quay lại chia sẻ đi ạ. Không có nhớ đến lúc đáp án của các chị trúng nhưng mà các chị chưa chia sẻ thì vẫn không được tính nhá. Bây giờ đáp án sẽ hủy ạ nên là các chị chia sẻ đi nào. Ok, Lê Phương đã chia sẻ này. Các bạn ơi nhớ để lại đáp án cộng số điện thoại nhá. Nhớ để lại đáp án cộng số điện thoại nhá. Bóng gì không phát sáng nhá các chị ơi, bóng gì không phát sáng ạ? Chị Lê 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 Pháp inbox cho em nha. Chị inbox cho em nhá. Hiện tại đang chơi game đã chị nha, đang tay chơi game nha. Bóng gì không phát sáng nha các chị ơi, bóng gì không phát sáng ạ? Comment đáp án kèm số điện thoại này, comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Bóng người không phải nha Kim Nguyên Trần ơi, bóng người không phải ạ. Bóng người không phải này, comment đáp án kèm số điện thoại đi nào. Chị Hưởng Minhon này chưa có số điện thoại nhá. Comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Bóng tối cũng không phải nha Kim Nguyên Trần ơi, bóng tối không phải ạ. Comment đáp án kèm số điện thoại đi nào. Comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ lên nhá. Chia sẻ 10 lần với trang cá nhân và hội nhóm ạ. Chị nào đáp án có đúng mà chưa chia sẻ thì em vẫn hủy đáp án nha. Bóng tối không phải nha Kim Nguyên Trần ơi. Các bạn nhớ ấn kết bạn và theo dõi link nha mọi người nha. Nhớ ấn kết bạn và theo dõi link nha. Tân Tú ơi, bạn chưa chia sẻ nha bạn ơi. Bạn Tân Tú này để lại đáp án nhưng chưa chia sẻ này. Nếu như có chúng bên mình cũng không thể tặng quà cho bạn được đâu. Bóng đá không phải nha bạn ơi, bóng đá không phải đâu ạ. Bóng gì không phát sáng nha mọi người, bóng gì không phát sáng ạ. Bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ lên nào, bên em sẽ kiểm tra luôn là bạn nào chưa chia sẻ nhá. Bạn Tân Tú chưa chia sẻ ạ, bạn chia sẻ đi. Không có đáp án nhớ của bạn nhớ đúng nhưng mà bạn chưa chia sẻ thì làm sao mà ấy được ạ. Làm sao mà được tính kết quả được, chưa chia sẻ em bên em sẽ không tính kết quả đâu. Kim Trang Nguyễn chưa có số điện thoại nha, comment đáp án kèm số điện thoại đi nào mọi người ơi, comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Chị Lê Liễu chưa có số điện thoại nhá, comment đáp án kèm số điện thoại nha các chị ơi. Mọi người chia sẻ nhớ là để ở chế độ công khai, bên em sẽ kiểm tra luôn nhá. Chia sẻ để ở chế độ công khai ạ. Mọi người chia sẻ phải để ở chế độ công khai nhá. Các bạn nhớ ấn kết bạn và theo dõi nick nha mọi người ơi. Ok bạn Phạm Hồng nhá, ok bạn Kim Nguyễn Trần này, ok bạn Su Su nha. Các bạn ơi nhớ là ấn kết bạn và theo dõi và phải chia sẻ cái livestream này nha mọi người nha. Bóng dâm không phải nha Kim Nguyên Trần này, bóng dâm không phải này, bóng tối cũng không phải này, bóng bay không phải ạ, bóng đệm không phải nha các chị ơi. Comment đáp án kèm số điện thoại đi nào. Bóng gì không phát sáng ạ, bóng gì không phát sáng nhá. Đáp án rất dễ này, đáp án rất dễ này, mọi người chịu khó suy nghĩ một tí thôi ạ. Các bạn mà trúng quà rồi các bạn chọn quà gì cũng được luôn nha. Có thấy Su Su nhá, comment đáp án kèm số điện thoại đi nào. Chị Thương Lê chưa có số điện thoại ạ. Để lại đáp án cộng số điện thoại cho mình nha. Bóng đen không phải luôn rồi, không phải bóng đen nha. Minh Tuyết ơi cũng không phải bóng đen này, Kim Nguyễn Trần cũng không phải bóng đen luôn này, không phải bóng hình đâu. Su Su ơi chia sẻ mạnh tay, vận may sẽ đến với mọi người này. Mọi người nhớ là ấn kết bạn và theo dõi nick Huyền Trang nha, để comment của các bạn không bị ẩn nhá. Bóng hình không phải này, bóng bay cũng không phải nha mọi người ơi. Bóng hình không phải ạ, bóng gió cũng không phải nha. Kỳ cục kẹo này, comment đáp án kèm số điện thoại đi nào. Diệu Nguyễn chưa có số điện thoại ạ. Comment đáp án kèm số điện thoại của mọi người nhá. Comment đáp án kèm số điện thoại. Không có số điện thoại bên em sẽ không đọc comment của các chị lên nhá. Không có số điện thoại em sẽ không đọc comment lên ạ. Nên là mọi người comment đáp án kèm số điện thoại đi. Thanh Vân Nguyễn ơi, phải chụp màn hình thì mới nhận được quà. Các chị nào chia sẻ 20 hội nhóm nhận ngay một kem sâm luôn nhá. Kem sâm giúp làm trắng da, chị mụn, chị nám và tàn nhang bên em luôn. Kem sâm nhà em giúp làm trắng da, chị mụn, chị mà nám và tàn nhang, xe thích ở lỗ chân lông luôn nha. Nên chị nào mà muốn dành quà là kem sâm thì chia sẻ 20 hội nhóm đi, sau đó thì chụp ảnh màn hình gửi qua inbox cho em nha để nhận quà nha. Bóng bóp không phải này, bóng mát cũng không phải nha Phạm Hồng ơi. À chị Phương Hằng Nguyễn ơi, chắc comment của chị bên trên bị ẩn rồi, chị comment lại cho em nha. Chị nào comment bị ẩn thì comment nhiều lên, comment kèm cả số điện thoại và kèm cả ký tự đi thì comment của các chị mới hiện lên được. Các chị phải chia sẻ và chia sẻ và ấn kết bạn và theo dõi nick nhá thì mọi người tương tác của mọi người mới không bị ẩn mọi người ạ. Bóng tối không phải này. Khánh Ly chưa có số điện thoại nha, comment đáp án kèm số điện thoại nào mọi người ơi, comment đáp án kèm số điện thoại cơ ạ. Bóng đêm không phải nha Phương Dương Thị này. Em chào chị Thư Phùng ạ. Chị Thư Phùng ơi chia sẻ mạnh tay đi ạ, chia sẻ mạnh tay đi, sau đó
con muốn đáp án đi, chúng ta nhận nước hoa hoặc là đồ mỹ phẩm nhá, hoặc là váy cũng được ạ. Các chị làm mà trúng quà rồi các chị chọn quà thoải mái hàng bên em luôn nha. Bóng hồng không phải nha, kỳ cục kẹo này, bóng hồng không phải này. Chị Thư Phùng chưa có số điện thoại nhá, mọi người nhớ là comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Không có số điện thoại em sẽ không đọc comment của các chị lên nhá, phải có số điện thoại em mới đọc comment lên. Bóng bay không phải này, bóng rổ không phải nhá, bóng dáng không phải ạ. Comment đáp án kèm số điện thoại đi nào, comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Chị Thu Phương ơi chưa chia sẻ ạ, chị Thư Phùng ơi chị chia sẻ giúp em đi ạ. Các chị phải nhớ chia sẻ về trang cá nhân và hội nhóm 10 lần nha các chị nhá. Nhớ là phải chia sẻ với comment để đáp án được nha. Nhanh tay gợi ý, em sẽ gợi ý cho mọi người khi đặt view này lên đến 350 người xem em sẽ gợi ý cho mọi người nha. Hiện tại đang ở nước 270 rồi, mọi người chia sẻ mạnh tay lên đến 350 người nào sẽ gợi ý luôn là gồm có mấy từ nha mọi người nhá, gồm mấy từ ạ. Bóng bàn không phải này, Tiên Bùi chưa có số điện thoại nhá, comment đáp án kèm số điện thoại nào. Cơ mà mọi người ơi, comment đáp án kèm số điện thoại ạ. À Lăng Trần chia sẻ 20 hội nhóm rồi thì chụp ảnh màn hình gửi qua inbox cho em sẽ nhận ngay nữa ngay kem sâm nhá. Chia sẻ 20 hội nhóm thì chụp ảnh màn hình nhận ngay kem sâm này. Kem sâm tôi làm trắng da, chị muộn chị nám và tàn nhang các chị nha, sẽ thích ở lỗ chân lông luôn. Chị nào mà nhận được kem sâm nhà em thì mê ly luôn. Và nhớ là khi nhận được chia sẻ rồi sau đó nhận được kem sâm rồi nhớ feedback cho em nha. Còn quà hôm nay đoàn chúng Mi Game sẽ là những lọ nước hoa. Những lọ nước hoa hoặc là nếu như không thì các chị có thể quy đổi ra kem sâm cũng được, hoặc là các chị có thể chọn váy hoặc là phấn nhá, tùy các chị luôn. Quan trọng là các chị đoán đúng và comment đúng với đáp án bên em nha. Comment đáp án kèm số điện thoại cơ mà mọi người ơi, comment đáp án kèm số điện thoại đi nào. Bóng mát không phải nha, Su Su ơi, bóng mát không phải ạ. Bóng hình không phải này, comment đáp án kèm số điện thoại đi nào các chị ơi, comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Không có số điện thoại em sẽ không đọc comment của các chị lên nhá, nên là các chị phải comment đáp án kèm số điện thoại đi nào. Chia sẻ mạnh tay lên nha. Chia sẻ 20 hội nhóm là được tặng kem sâm luôn chứ không phải là đoàn chúng Mi Game nhá. Bạn Đồng Văn Hợi nha, chia sẻ 20 hội nhóm là để tặng kem sâm luôn là khỏi cần chơi Mi Game. Còn nếu như chơi Mi Game thì các bạn chia sẻ 5 lần về trang cá nhân giúp mình nha. Đọc kỹ giúp mình nha trước khi comment nha, bạn Đồng Văn Hợi nha. 20 hội nhóm là đó là dành cho các chị nào mà muốn dinh quà luôn khỏi phải chơi Mi Game. Còn nếu chơi Mi Game thì các chị chia sẻ 5 lần về trang cá nhân giúp em và lên hội nhóm giúp em 5 lần nha mọi người nha. Khổ quá nhiều người không đọc comment lại cứ nói là tưởng là 20 hội nhóm mới được chơi game thì có chết tôi không. Đọc kỹ trước khi comment nha mọi người nha. Comment đáp án kèm số điện thoại đi nào mọi người ơi, comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Không có số điện thoại em sẽ không đọc comment của các chị lên đâu, không có số điện thoại em sẽ không đọc comment lên đâu. À Trần Văn Huệ Quỳnh này, Lê Thảo Nguyên nhớ biết đâu đáp án của các chị đúng nhưng mà các chị không để lại số điện thoại thì làm sao bên em công nhận đáp án của chị được ạ? Chị phải để lại số điện thoại đi thì bên nhớ đáp án bên của chị đúng thì em mới ghi mà em phải gọi điện luôn chứ. Bóng tối không phải nha anh Nguyễn Văn Huy ơi. Đúng rồi ạ, Đức Mambo này chia sẻ 20 hội nhóm nhận ngay một kem sâm ạ. Chia sẻ 20 hội nhóm chụp ảnh màn hình gửi qua inbox cho em sẽ nhận ngay một kem sâm này. Bóng cười không phải nha anh Vũ Hoàng ơi, bóng hư cũng không phải này. Comment đáp án kèm số điện thoại nhá, comment đáp án kèm số điện thoại ạ. 20 hội nhóm là nhận ngay một hộp kem sâm luôn ạ, là nhận ngay một hộp kem sâm luôn. Còn quà tặng nước hoa là các bạn chơi game là các bạn chia sẻ 5 lần nha mọi người nhá. Chia sẻ 5 lần về trang cá nhân và hội nhóm nhá. Bóng cây không phải này, bóng đá cũng không phải nhá. Để lại đáp án cộng số điện thoại các bạn nhá, để lại đáp án cộng số điện thoại ạ. Trần Hoàng Duy chưa có số điện thoại này, Trương Liễu cũng chưa có số điện thoại nhá. Mọi người comment đáp án kèm số điện thoại cho em đi nào. Bóng tối không phải nha Vũ Thu Huyền ơi. Bóng tối không phải ạ. Bóng người không phải này, bóng đá không phải nhá. Comment đáp án kèm số điện thoại cơ mà mọi người. Comment đáp án kèm số điện thoại đi ạ. Không có số điện thoại em sẽ không đọc comment của các chị lên nhá. Nên là các chị đừng trách em mà không đọc comment của các chị ạ. Rất nhiều chị chưa chia sẻ này, lượt chia sẻ rất ít ạ. Các chị chia sẻ đi. 350 người xem ạ. 350 người xem em sẽ gợi ý cho các chị nhá. Không phải bóng đá đâu bạn Trần Quang Việt ơi, không phải bóng mai đâu ạ. Các chị ơi nhớ để lại đáp án cộng số điện thoại nha. Anh Minh Quang ơi, em còn cha leo ạ. Cha leo bên em nha, là cha leo bờ leo ạ. Cha leo bờ leo của Nam này. Đây là lọ cha leo bờ leo, mùi hương của nó rất là dịu nhẹ luôn nha. Anh Minh Quang nha. Đồng giá hôm nay bên em xả với giá là 190.000 ạ. Bạn nào lấy chai leo bờ leo comment ngay cho em là chai leo bờ leo cộng số điện thoại nha. 190.000 một lọ thôi. 190.000 một lọ thôi anh Minh Quang nha. Bóng chày không phải ạ. Không phải bóng chày đâu ạ. Bóng tối không phải bạn Duy Khoa ơi. Nhớ để lại đáp án cộng số điện thoại đi nào. Để lại đáp án cộng số điện thoại đi nào. Bóng đen không phải luôn bạn Phạm Hồng nha. Lương Hồng Khánh ơi, bóng ma không phải này. Ngọc Châu ơi, bóng đen không phải đâu ạ. Cố gắng lên ạ, gần trúng rồi các bạn ơi. À không phải bóng BD luôn chị ơi, không phải bóng BD đâu
chibi nhá. Comment đáp án kèm số điện thoại như nào mọi người. Mọi người comment mạnh tay lên nào. Có bao nhiêu bóng mọi người ném hết vào đây. Có bao nhiêu bóng, bóng nào mọi có người bao ném nhiêu, hết vào đây. Có quả bóng hay bao nhiêu bóng gì các chị ném hết vào trong cái livestream này giúp em để chúng ta dinh quà nhá. Bóng dâm không phải này, bóng dâm không phải ạ. Khánh Linh chưa có số điện thoại nhá. Comment đáp án kèm số điện thoại như nào. À ok, okay Minh Quang. Quang này. Anh inbox cho em luôn đi ạ. Em sẽ ngồi bên cạnh check inbox của anh luôn và sẽ tư vấn cho anh luôn nhá. À, nước hoa guốc bên em hôm nay cũng sale với giá là 190.000 toàn bộ nước hoa hôm nay hàng của Singapore. Ly hương trên da là 8 tiếng đồng hồ các chị nhá, còn lưu quần áo, ly hương trên quần áo là 15 tiếng ạ. Ngày hôm nay em xả đều giống giá là 190.000 hết nhá. Bạn nào mà quan tâm đến nước hoa thì inbox cho em nhá, hoặc là lát nữa em sẽ tư vấn kỹ hơn về nước hoa cho mọi người nhá. Bóng nhựa không phải này, bóng tối không phải ạ. Có thấy thu su nhá. Mọi người phải comment đáp án kèm số điện thoại kèm thêm ký tự đi ạ. Comment đáp án kèm số điện thoại kèm thêm ký tự này. Để tránh ẩn comment nhá. Bạn nào đang bị ẩn comment thì chia sẻ đi ạ. Chia sẻ và ấn các bạn theo dõi nick Huyền Trang và nick mỹ phẩm Huyền Trang nhá. Mọi người phải tương tác thì cái bình luận của mọi người mới hiển thị lên ạ. Án hoa Chanel bên em đang sale là 190.000 nhá. Chị Thu Su này sale còn 190.000 nước hoa đồng giá. Tất cả nước hoa hôm nay sale còn 190.000 thôi. Hàng Singapore nhá chị nhá. Duy nhất ngày hôm nay sale 190.000 nha. Bóng gió không phải nhá. Kỳ cục kẹo ơi, bóng gió không phải này. Comment đáp án kèm số điện thoại đi nào mọi người ơi. Comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Không có số điện thoại em sẽ không đọc comment của các chị lên nhá. Nên là mọi người phải để lại số điện thoại đi nào. Comment đáp án kèm số điện thoại đi nào mọi người ơi. Rất nhiều bạn không có số điện thoại này. Biết đâu đáp án của các bạn đúng nhưng mà bên em cũng không đọc lên bởi vì không có số điện thoại nhá. Nên là các chị phải để lại số điện thoại đi ạ. Bóng đái không phải nhá. Kim Nguyên Trần ơi, bóng đái không phải ạ. Comment đáp án kèm số điện thoại nào. Comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Bóng mây cũng không phải nào. Chị nào chưa chia sẻ đi nhanh tay quay lại chia sẻ cho em đi nhá. Chia sẻ đi nào. Chia sẻ 5 lần với trang cá nhân và hội nhóm ạ. 5 lần với trang cá nhân và 5 hội nhóm. Chị nào chia sẻ 20 hội nhóm rồi chụp ảnh màn hình gửi qua inbox cho em sẽ nhận ngay một kem sâm nhá. Bóng cháy không phải nhá. Chị Thu Su Su ơi, bóng cháy không phải ạ. Cá bóng cũng không phải này. Bóng đèn không phải ạ. Bóng mẹ cũng không phải nhá. Thanh Tuyền Trương ơi, bóng gì không phát sáng cơ mà mọi người ơi, bóng gì không phát sáng ạ. Bóng cây không phải này. Bên em vẫn còn Coco nha anh ơi, bên em vẫn còn Coco nha, bên em vẫn còn nước hoa Coco ạ. Bóng ma không phải này, bóng cây cũng không phải nhá. Kim Nguyên Trần, bóng đêm không phải ạ. Comment mạnh tay lên nào mọi người ơi, 350 người xem đi nào. 330 người xem rồi ạ. 350 người xem em sẽ gợi ý luôn cho mọi người là gồm mấy từ nhá. 350 người xem gợi ý luôn là gồm mấy từ ạ. Bóng bay không phải này, bóng tối cũng không phải nhá chị Vi Dương ơi. Bóng mây cũng không phải ạ. Comment đáp án kèm số điện thoại nào. Comment bóp đáp án kèm số điện thoại. Ok nha, em sẽ gợi ý cho mọi người luôn là gồm có bao nhiêu từ nha. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên, 350 người xem đi. Em sẽ gợi ý cho mọi người là gồm có bao nhiêu từ luôn nha. Chia sẻ mạnh tay số điện thoại này. Comment mạnh tay lên nào mọi người ơi. Comment kèm số điện thoại nhá. Mọi người nhớ là để lại số điện thoại ạ. Bóng mờ không phải này. Bóng mờ không phải ạ. Mai Milo chưa có số điện thoại nhá. Ok nhá anh Minh Quang ơi, anh để lại số điện thoại hoặc là anh inbox cho bên em sẽ tư vấn cho anh nhá. Bóng đèn cháy không phải nhá. Minh Tuyết Nguyên ơi. Bóng đèn không bật cũng không phải nhá. Ngọc Khánh. Comment mạnh tay lên nào mọi người ơi. Có bao nhiêu bóng mọi người ném hết vào đây ạ. Bóng đá không phải này. Bóng đá không phải ạ. Comment mạnh tay lên nào. Bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ lên nào. Bạn nào chưa chia sẻ thì phải quay lại chia sẻ đi nhá. Nhận biết đâu các đáp án của các bạn đúng nhưng mà các bạn vẫn chưa chia sẻ thì bên em sẽ không tính đáp án của mọi người nhá. Bóng mờ không phải này. Comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Gợi ý bên em gồm 2 từ thôi nhá mọi người nhá. Gợi ý gồm 2 từ thôi này. Gợi ý luôn là gồm 2 từ thôi ạ. Gồm 2 từ nhá. Bóng bàn không phải nhá chị Phạm Hồng ơi. Cá bóng cũng không phải ạ. Cá bóng không phải nhá. Bóng bàn không phải này. Bóng mát cũng không phải nha. Comment mạnh tay lên nào mọi người ơi. Comment mạnh tay lên nha. Comment đáp án kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Mọi người comment đáp án thì phải kèm số điện thoại đi ạ. Phải kèm số điện thoại chứ không có số điện thoại em sẽ không đọc comment của các bạn lên nhá. Chia sẻ mạnh tay lên. Sau đó comment đáp án cộng số điện thoại nha các bạn nha. Bóng hư không phải này, bóng hư không phải, bóng bẩy cũng không phải nha, Lưu Ngọc Yến ơi. Bóng dâm không phải nha bạn ơi, bóng tối không phải ạ. Bạn Đình Huy ơi, bạn chia sẻ đi ạ, bạn Đình Huy chưa chia sẻ nha, bạn Đình Huy chưa chia sẻ nha. Có thể anh Quang Nguyễn nhá, bóng rổ không phải nha Phạm Hồng ơi, bóng dáng không phải này, bóng đèn cũng không phải ạ. Bạn nào đang bị ẩn comment thì comment kèm ký tự thêm cho em nhá, comment kèm thêm ký tự đi ạ.
Bóng dâm không phải nha Mỹ Phượng Đỗ ơi, bóng dâm không phải này. Bóng tối không phải ạ. Bóng trẻ cũng không phải nha Phạm Hồng ơi. Bóng bay không phải này, bóng bay không phải nha mọi chia người. Chia sẻ mạnh tay lên giúp em 350 người đi nào. 350 người vào xem, mỗi bạn quay lại cho em xin một lần chia sẻ ạ. Mỗi bạn quay lại cho em xin một lần chia sẻ đi nào. Bóng tròn không phải này, bóng tròn không phải ạ. Comment đáp án kèm số điện thoại nha mọi người. Đừng bóng bể cũng quá. Không phải ạ. Mọi người phải chia sẻ cái live stream mình đi, lượt view tăng lên 450 người xem em sẽ gợi ý tiếp cho mọi người nhá. 450 người xem em sẽ gợi ý cho mọi người nên là mọi người chia sẻ mạnh tay lên ạ. Chia sẻ với trang cá nhân và hội nhóm nhá. Chia sẻ với trang cá nhân và hội nhóm này. Ok bạn Lăng Trần nhá. Ok bạn Nguyễn Thị Liên này. Bạn Đoàn Thương đã ấn kết bạn vào theo dõi đi ạ. Các bạn phải nhớ ấn kết bạn vào theo dõi thì comment của các bạn mới không bị ẩn được nha. Các bạn phải ấn kết bạn vào theo dõi thì comment của các bạn mới không bị ẩn và phải chia sẻ cái live stream này về trang cá nhân ở chế độ công khai 5 lần giúp mình nhá. 5 lần về trang cá nhân ở chế độ công khai giúp mình ạ, hoặc là chia sẻ lên 5 nhóm nha. Bên mình sẽ vào kiểm tra trực tiếp luôn, nếu như bạn nào mà không chia sẻ bên mình sẽ hủy kết quả luôn và không đọc comment của các bạn đâu ạ. Ok, mình sẽ kiểm tra bạn Vương Thị Ngọc Hải nha. Vương Thị Ngọc Hải vừa chia sẻ xong này, ok này. Bạn ơi cố gắng trả lời đi ạ và ấn kết bạn và theo dõi link mình đi để comment của bạn không bị ẩn nha bạn Vương Thị Ngọc Hải nha. Bóng cá. Bóng vía không phải nha. Comment đáp án kèm số điện thoại nào. Ok chị Vương Thị Ngọc Hải đã chia sẻ nhá. Bóng người không phải nha Nguyễn Hạ Vi ơi. Bóng người không phải này. Chia sẻ mạnh tay lên, chia sẻ mạnh tay comment đáp án cộng số điện thoại nha. Comment đáp án cộng số điện thoại nha. Chia sẻ mạnh tay lên. Bóng đá không phải nha Cao Tiến ơi. Bóng đá không phải ạ. Comment mạnh tay lên nào. Mọi người phải comment kèm số điện thoại đi chưa ạ? Comment đáp án kèm số điện thoại này. Bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ lên nhá. Chia sẻ 5 lần với trang cá nhân và 5 hội nhóm ạ. Chia sẻ 5 lần với trang cá nhân và 5 hội nhóm này. Mọi người xem livestream nhớ ấn kết bạn và theo dõi nick Huyền Trang và nick Mỹ Phẩm Huyền Trang nhá để lấy lượt tương tác ạ. Bạn nào comment đang bị ẩn thì phải là chia sẻ đi để tương tác cho mọi người nhá. Comment đáp án kèm số điện thoại này. Bóng dâm không phải nha Thu Su ơi, bóng dâm không phải. Có thấy Nguyễn Hải đăng nhá. Bóng bay không phải này. Comment đáp án kèm số điện thoại cơ mà mọi người ơi. Hầu như các bạn đều không có số điện thoại, mình sẽ hủy hết kết quả kết cổ các bạn nha. Kể cả bạn là bài đăng đần trúng ạ. Mình thấy có một bạn đần trúng rồi nhưng bạn comment không để lại đáp án cộng số điện thoại này, để lại bộ đáp án không thì sẽ không được tính nha. Bóng gió không phải nha Kim Nguyên Trần ơi, bóng gió không phải. Bóng thổi cũng không phải này. Bóng chày không phải này. Comment đáp án kèm số điện thoại đi nào. Ok Lăng Trần nhá. Kết thúc livestream mình sẽ check inbox của mọi người nhá. Bóng môi không phải này. Bóng chày cũng không phải ạ. Bóng lộ cũng không phải nha. Có thấy Thanh Thanh nhá, chắc comment của em bên trên bị ẩn rồi, em comment lại đi. Bóng đè không phải này, mọi người comment mạnh tay lên nào. Bóng loáng cũng không phải nhá. Bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ lên đi nhá. Nhanh tay chia sẻ lên ạ. Chia sẻ 5 lần với trang cá nhân và 5 hội nhóm thôi. Bóng đá không phải này Ngô Dị Dung ơi. Bóng đá không phải, bóng vía cũng không phải nha Kim Nguyên Trần. Bóng vía không phải này. Bóng dáng không phải nha chị Minh Tuyết ơi. Bóng dáng không phải ạ. Bóng này rất dễ nha mọi người ơi, cái bóng này rất dễ này nên là có bao nhiêu bóng mọi người ném hết vào đây, có bao nhiêu bóng mọi người ném hết vào đây này. Gồm gợi ý chỉ gồm 2 từ thôi, gợi ý gồm 2 từ thôi. Bóng đá không phải này, bóng lão không phải nhá. Chia sẻ mạnh tay lên, chia sẻ mạnh tay lên nha, chia sẻ mạnh tay lên nha, không cần quan tâm. Cứ comment đọc comment của mọi người thôi. Bóng dáng không phải này, bóng tối không phải nhá. Mời comment mạnh tay lên, comment phải để lại số điện thoại nhá mọi người ơi, phải để lại số điện thoại ạ, không có số điện thoại bên em sẽ không chấp nhận đáp án của mọi người nhá. Bóng nhung không phải này, bóng đêm không phải nha Sơn Thanh Đào ơi. Bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ lên nào, chia sẻ 5 lần với trang cá nhân và 5 hội nhóm thôi ạ. Chia sẻ 5 lần với trang cá nhân và 5 hội nhóm để lấy lượt tương tác nhá. Bóng đè không phải này, bóng đêm cũng không phải ạ. Bóng hồn không phải nha Kim Nguyên Trần ơi. Comment đáp án kèm số điện thoại đi nào. Comment đáp án kèm số điện thoại ạ. Bóng này rất dễ này. Bóng này rất dễ này nên là mọi người có bao nhiêu bóng mọi người ném hết vào đây, có bao nhiêu bóng ném hết vào đây biết đâu lại đúng ạ. Bóng mượt không phải nha Kim Nguyên Trần ơi. Bóng hình cũng không phải này. Ok Nguyễn Lê Hoa đã chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ phải để ở chế độ công khai, bên em sẽ kiểm tra luôn nhá. Chia sẻ để ở chế độ công khai ạ. Bạn nào mà đoán trúng rồi mà không để lại đáp án cộng số điện thoại, lát nữa mà có người khác đoán trúng mà người ta để lại đáp án cộng số điện thoại thì người đó sẽ trúng nha. Lúc đó đừng có trách là bên mình là em comment rồi sao không trúng nha mọi người nhá. Nhớ là yêu cầu bên mình phải để đáp án cộng số điện thoại ạ, để đáp án cộng số điện thoại giúp mình. Nếu như bạn nào mà không để lại đáp án mà để lại đáp án mà không để lại số điện thoại, bên mình sẽ không đọc kết quả đâu và coi như kết quả đó sẽ không đúng nhá. Vậy không đúng cú pháp bên mình đề ra nha mọi người nhá. Bóng chiều không phải này, bóng truyền không phải nhá. Bóng mưa không phải nhá, Bùi Hà ngon ngon này. Bóng mưa không phải ạ.
bóng bay cũng không phải nhá. Phạm Hồng ơi, comment mạnh tay lên nào, comment kèm số điện thoại nhá. Bóng ma không phải này, bóng nằm cũng không phải ạ, bóng mưa không phải nhá mọi người ơi. Có bao nhiêu bóng mọi người ném hết vào đây này, gợi ý chỉ gồm hai từ thôi, gợi ý gồm hai từ thôi nhá mọi người nhá. Bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh tay quay lại chia sẻ đi ạ, chia sẻ đi ạ, chia sẻ 5 lần về trang cá nhân và 5 hội nhóm nhá. Chia sẻ 5 lần về trang cá nhân và 5 hội nhóm này, ấn kết bạn và theo dõi Ninh Huyền Trang và Ninh Mỹ Phẩm Huyền Trang nhá. À bóng cháy không phải nha Nguyễn Hải Đăng ơi, bóng cháy không phải ạ. Bóng trắng cũng không phải nha Thanh Thanh này. Bong bóng không phải nha Nguyễn Lê Hoa ơi. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên nào, 450 người xem em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. 450 người xem em sẽ gợi ý tiếp cho mọi người này. Bóng lộn không phải nha Kim Nguyên Trần ơi, bóng tím cũng không phải nha Cao Tiến. Bóng tà cũng không phải này. Mời comment mạnh tay lên nào, comment mạnh tay lên nào. Mọi người phải chia sẻ đi ạ, rất ít lượt chia sẻ nhá. Quanh đi của lại cũng chỉ có mấy bạn comment thôi nên là mọi người chia sẻ đi nào. Bóng trơn không phải này, bóng nhà cũng không phải nhá. Comment mạnh tay lên đi ạ, có bao nhiêu bóng mọi người ném hết vào đây, có bao nhiêu bóng ném hết vào đây. Lăng Trần ơi, tí nó sẽ check inbox của em nha Lăng Trần nhá. Lăng Trần ơi, em chia sẻ nhưng mà em chụp ảnh lại, như thế là không đúng, không hợp lệ đâu em ơi. Em phải vào các nhóm đó kéo đến cái livestream mình đang phát và chụp ảnh lại nhá, ở vào các nhóm đó nhá. Còn nếu như mà chụp ảnh phần đăng không thì Facebook nó không duyệt hết của em đâu. Em sẽ không đủ 20 hội nhóm để nhận quà đâu. Bạn nào chưa hay chia sẻ 20 hội nhóm nhớ vào các nhóm đó kéo đến cái livestream mình đang phát, chụp ảnh màn hình lại giúp mình nhá. Bóng hình không phải này, bóng cây không phải nhá. Bóng giả không phải ạ. Có thấy Linh Phương à nhưng chưa thấy bình luận bên trên nhá. Chị chắc là các chị đang bị ẩn comment rồi nên mọi người comment lại giúp em đi ạ. Đang bị ẩn comment rồi thì các chị comment lại giúp em nhá. Bóng lóa không phải nha anh Cao Tiến ơi, bóng lóa không phải này. Bóng giả không phải nha Kim Nguyên Trần ơi, bóng quay không phải ạ. Mọi người comment mạnh tay lên nào, comment mạnh tay lên ạ. Anh Hoàng Đức Trồ số điện thoại nào. Mọi người nào không có số điện thoại em sẽ không đọc lại comment của các chị nhá. Không có số điện thoại em sẽ không đọc comment của các chị lên này. Nên là các chị phải comment đáp án kèm số điện thoại đi. Bóng hoa không phải nha chị Minh Tuyết này, bóng hoa không phải ạ. Bóng đèn không phải nha Thu Su Su ơi, bóng đèn không phải này. Bóng đồng cũng không phải, bóng nhựa không phải ạ. Em thấy có một chị gần đúng đáp án bên em rồi, gần đúng rồi. Nhưng mà chắc là chị không có số điện thoại nhá, chị không có số điện thoại nên là mọi người phải để lại số điện thoại cho em đi. Bóng người không phải nha anh Cao Tiến ơi, bóng người không phải ạ. Bóng dáng không phải này, bóng dáng không phải ạ. Comment mẹ tên lên nào đáp án kèm số điện thoại nhá. Comment đáp án kèm số điện thoại cơ mà mọi người ơi. Bóng lọng là bóng gì ạ chị Phạm Hồng ơi, bóng lọng không phải ạ. Bóng đá không phải nha Mai Hiên ơi, bóng đá không phải ạ. Bóng bánh cũng không phải nha Hoàng Tuyến, bóng bão không phải này. Bóng bão không phải này, bóng tối cũng không phải nha Phương Dương, Phan Dương Quý này. Ok nha, mình đã tìm ra có một bạn đàn trúng rồi ạ. Một bạn đàn trúng rồi ạ. Nick Facebook là bạn Nguyễn Lê Hoa nha. Nick Facebook là Nguyễn Lê Hoa. Kiểm tra xem Nguyễn Lê Hoa đã chia sẻ chưa nha. Kiểm tra Nguyễn Lê Hoa xem đã chia sẻ chưa nha. Đây, đáp án bên mình đây mọi người nha. Đáp án bên mình đây nha. Bóng cô nha mọi người nha. Bóng cô, bóng cậu nha mọi người nha. Đáp án bên em đây nhá mọi người. Đáp án bên em này, bóng cô, bóng cậu ạ. Kiểm tra Nguyễn Lê Hoa đã okay. Chia sẻ chưa này. Kiểm tra luôn Nguyễn Lê Hoa đã chia sẻ chưa này. Chúc mừng bạn Nguyễn Lê Hoa nha, bạn đã trúng game rồi. Ok, bạn Nguyễn Lê Hoa nha, Nguyễn Lê Hoa đã chia sẻ này, một lần nha. Nguyễn Lê Hoa đã chia sẻ nha, Nguyễn Lê Hoa, ôi mới chia sẻ có một lần thôi à. Kiểm tra xem Nguyễn Lê Hoa đã chia sẻ thêm 4 lần khác trên nhóm trên trang cá nhân chưa nha. Nếu chia sẻ trên trang cá nhân 4 lần rồi thì bạn sẽ nhận được quà nha bạn nha. Bởi vì mình kiểm tra mới chia sẻ có một lần trên trang cá nhân thôi. Yêu cầu của mình là 5 lần về trang cá nhân và cả hội nhóm luôn. Nên là bạn inbox cho mình ngay nha, inbox cho mình ngay để nhận quà luôn. Quà để bạn có thể chọn là nước hoa nha. Nước hoa một là bóng cô hay bóng cậu đều được hết. Nhưng mà bây giờ nãy giờ chả thấy ai comment là bóng cô bóng cậu cả. Toàn là comment những cái bóng ở đâu ấy ạ. Đó, chúc mừng bạn Nguyễn Lê Hoa nha. Bạn Nguyễn Lê Hoa inbox cho bên em nhá. Lê Hoa, Lê Hoa sẽ nhận được một lọ nước hoa quốc như này này, hàng của Singapore nha. Nhìn hàng của này của hàng của Singapore nha, lưu hương của nó trên da là 8 tiếng đồng hồ nhá. Lên lưu hương trên da 8 tiếng đồng hồ. Bạn nào lấy nước hoa quốc comment ngay là quốc cạnh Nga số điện thoại giúp mình này. Hôm nay sale đồng giá với giá là 190.000 thôi. 190.000 một lọ thôi nha. Nước hoa bên em hàng Singapore nhá mọi người nhá. Hàng của Sing này sale hôm nay đồng giá còn có 190.000 thôi. Sale đồng giá còn 190.000 thôi nên là chị làm nhanh tay thì đặt được nhá, tại vì còn sản xuất hàng trong kho thôi ạ. Nên là chị nào nhanh tay thì đặt được hàng nhá. Hàng Pháp bên mình không còn bạn nhá, hàng Pháp bên mình còn nhá. Chai leo bờ leo là của Nam Mùi Hương Dịu Nhẹ vẫn còn bạn ơi. Chai leo bờ leo mình còn 4 nọ nhá, còn 4 nọ. Đấy chai leo bờ leo, comment chai leo bờ leo cạnh ngang số điện thoại Mùi Hương Dịu Nhẹ của Nam nhá.
serum 200.000 nha bạn ơi. Serum hôm nay mình xả cũng còn có 200.000 thôi. Một lọ serum vàng 24K này. Hàng nguyên siêu cho các bạn luôn nha. Hàng nguyên siêu, nguyên tem, nguyên mát cho các bạn luôn. Bạn nào lấy serum vàng 24K này, comment giúp mình là serum 24K cộng số điện thoại nha. 200.000 một chai, 200.000 một chai, cực kỳ rẻ luôn trong cái livestream này luôn ạ. Lăn khử mùi vẫn còn nha bạn Thu Phương, lăn khử mùi vẫn còn. Lăn khử mùi Skion này, chị ôi chân hôi nách nhá, chị nào lấy Skion thì comment lăn kèm số điện thoại cho em, bên sale còn có 200.000 một lọ lăn này thôi. Sale còn có sale nốt ngày hôm nay thôi nhá, sale trong cái livestream này thôi ạ. Sale còn có một sale còn có 200.000 thôi. Kết thúc cái livestream này sẽ không còn được giá này nữa đâu. Nên là chị nào lấy lăn thì comment lăn kèm số điện thoại cho em này. Bên em còn duy nhất 3 hộp lăn, 3 lọ lăn này thôi. Còn có duy nhất 3 lọ lăn thôi ạ. Nên là chị nào lấy lăn thì comment lăn kèm số điện thoại cho em nhá. Cảm ơn Nguyễn Lê Hoa này. Hôm qua nhận hàng bên shop rồi nhé, ưng lắm. Hôm nay em sale tiếp nhá, chị có lấy gì thì chị lấy nốt ngày hôm nay thôi nhá chị ơi. Em sale nốt ngày hôm nay thôi ạ, với giá là 190.000 đồng giá thôi. Sale nốt hoa hôm nay còn đồng giá có 190.000 thôi, nên là chị lấy tiếp thì comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Chị nào đặt hàng thì comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em này. Đặt hàng thì comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em ạ. Chị thích mùi hương dịu nhẹ mùi hương kẹo ngọt đúng không ạ? Mùi hương đậm này. Kẹo ngọt thì lấy cho em lọ táo này nhá. Bên em sale còn có 190.000 thôi, mùi hương kẹo ngọt này. Chào Anna Nguyễn ạ. Em sale còn có 190.000 này thôi. Em sale còn có 190.000 thôi, chị nào lấy táo thì comment táo kèm số điện thoại cho em nhá. Comment táo kèm số điện thoại cho em ạ. Mùi hương kẹo ngọt này, đậm này. Chị nào lấy táo thì comment táo kèm số điện thoại cho em. Cảm ơn Mai Mai Nguyễn này, nước hoa quốc thơm lắm nhà nha. Anh ai cũng thích ạ. Chị nào lấy táo thì comment táo kèm số điện thoại cho em nhá. Chị nào lấy sản phẩm nào thì comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em này. Bên em vẫn còn Coco Hồng nhá chị ơi. Chị Thu Nguyễn này hỏi Coco Hồng, bên em còn Coco Hồng nhá. Em sale còn có 190.000 thôi, mùi hương dịu nhẹ này, Coco Hồng mùi hương dịu nhẹ này. Chị lấy Coco thì comment Coco kèm số điện thoại cho em nhá. Em sale còn có 100.000 thôi. Sale còn có 100.000 thôi, chị nào nhanh tay thì đặt được hàng nhá. 190.000 ạ. Nua bên em sale còn 190.000 nhá. Chị nào lấy Coco thì comment Coco kèm số điện thoại cho em này, comment Coco kèm số điện thoại cho em ạ. Bên em còn có 3 hay 4 lọ Coco nữa thôi, nên là chị nào lấy Coco thì comment Coco nhanh kèm số điện thoại cho em nhá. Chị nào đặt đơn hàng nào thì nhớ là mọi người phải để lại số điện thoại bên em mới chốt hàng cho các chị được ạ, phải để lại số điện thoại nhá. Ok, chốt cho Nguyễn Huyền Nhi một Coco Hồng nhá. Lấy một sản phẩm thì các chị chịu phí là 30.000 tiền ship, mà hai sản phẩm thì các chị hai sản phẩm trở lên các chị được miễn phí ship nhá. Hai sản phẩm trở lên các chị được miễn phí ship ạ. Đơn hàng của chị nào trên 600.000 em sẽ tặng ngay một máy massage mặt này. Đơn hàng trên 600.000 em sẽ tặng ngay một máy massage mặt ạ. Ok, anh Phú Đức Hòa một lọ nước hoa nam nha. Chào Chí Minh ạ. Nước hoa nam em còn có lọ giò đen này này chị ơi, anh ơi. Lọ giò đen này này, mùi hương của nó rất thơm. Bạn Nguyễn Huyền Nhi ơi, mình còn lọ giò đen này nhá. Giò đen hoặc là lọ gỗ cay của Đôn Đôn Trề này. Mùi hương của nó rất thơm. Còn có 190.000 thôi. Sale còn có 190.000 thôi, nên là anh chị nào nhanh tay thì đặt được hàng nhá. Chào chị Minh nha. Các chị ơi, đặt hàng comment cho em rõ tên sản phẩm cộng số điện thoại giúp em nha. Thích nước hoa nam hay nước hoa nữ comment lên giúp em, mà em chốt đơn cho mọi người nhá. Xả hôm nay còn có 190.000 thôi, đồng giá 190.000 nha. Giò mùi hương đậm quyến rũ này, giò mùi hương đậm quyến mùi hương đậm này quyến rũ nhá, men lì nhá. Anh Hưng Phú Đức Hòa này, anh lấy giò thì comment giò kèm số điện thoại cho em nhá. Anh lấy giò hoặc là gỗ cay thì comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em ạ. Lấy giò hoặc gỗ cay thì comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em này. Bên em sale còn có 190.000 thôi, sale duy nhất trong cái livestream này ngày hôm nay còn 190.000 thôi. Kết thúc cái livestream này ngày mai cũng không có giá này nữa đâu ạ. Nên là mọi người đặt hàng thì đặt hàng nhanh tay nhá. 190.000 một lọ nước hoa thôi. Kem sâm bên em vẫn còn, vẫn xả với giá là 80.000 một hộp kem sâm các chị nhá. 80.000 một hộp kem sâm. Mua 3 tặng 1 nhá, còn mua 2 được free ship nha các chị nhá. Lấy kem sâm con mừng ngay là kem sâm cộng số điện thoại này. Kem sâm da này, chị mụn, chị nám và tàn nhang nhá. Chị nào lấy kem sâm thì comment kem sâm kèm số điện thoại cho em này. Chị Minh ơi, chị lấy Coco ạ. Coco đây nhá chị nhá, Coco Hồng ạ. Mùi hương dịu nhẹ này, cực kỳ thơm và sang chảnh luôn nha. Riêng cái loại Coco Chaleo này thì mọi người hết chê luôn. Bởi vì sao? Nó là hãng Coco Chaleo rồi ạ, hãng rồi ạ. Hãng rồi thì mọi người biết nó như thế nào rồi. Rất là ok đúng không ạ? Rất là tốt này. Lưu hương trên da 8 tiếng đồng hồ nha mọi người nha. Lưu hương trên quần áo là 12-15 tiếng cơ ạ. Nên các chị đặt ngay trong cái livestream này giúp em này. Chỉ có trong livestream này sale với giá 190.000 thôi nha. Hàng gửi cho các chị đều là hàng nguyên siêu như này hết. Hàng nguyên siêu chưa hề bóc tem bao nha mọi người nha. Chưa hề bóc ra một tí nào luôn này. Đó. Lấy Coco Hồng comment ngay là Coco Hồng cộng số điện thoại nha. Chị nào lấy sản phẩm nào thì phải comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em, bên em mới chốt đơn được cho các chị nhá. Comment tên sản phẩm kèm số điện thoại thôi ạ.
Ok, chốt cho bạn Nguyễn Hoàng nha. Nguyễn Hoàng một giò đen này, một cô hồng. Hai sản phẩm được free ship nha Nguyễn Hoàng ơi. Còn nếu như lấy 3 sản phẩm thì được tặng kèm thêm một máy massage mặt nhá. Đơn hàng trên 600.000 này hoặc là các chị mua 3 lọ nước hoa thì được tặng ngay một máy massage mặt này nhá. Đơn hàng trên 600.000 được tặng ngay một máy massage mặt ạ. Anh Hưng Phú Đức Hòa để lại số điện thoại cho em nhá. Bên em mới chốt đơn được cho anh ạ. Anh phải để ở con. Để bên trên rồi. Ok, Kim Đức Chi. Phú. Ok, Kim Chi nữa thì cô này. Ok, bạn Thu Phương một guốc ạ. Các bạn cứ để tên sản phẩm cộng số điện thoại nha. Coco hồng của nữ nhá, chị Thu Bùi ơi, coco hồng của nữ này. Mùi hương dịu nhẹ đấy ạ. Coco hồng mùi rất là thơm, mùi hương dịu nhẹ của nữ này. Chị lấy coco hồng thì comment coco hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Chị lấy coco hồng thì comment coco hồng kèm số điện thoại cho em ạ. Nước hoa coco là của nữ nhá, coco hồng là của nữ ạ. Nếu chị nào mà thích mùi hương quyến rũ thì lấy cho em lọ guốc hoặc lọ trả bài nhá, lọ trả bài ấy ạ. Lọ trả bài thì 10 chị dùng thì 10 chị khen luôn, bởi sao nó cực kỳ quyến rũ luôn. Mùi hương của nó là mùi hương của hương vani nhá, pha một chút hương ngọt ạ, rất là thơm và quyến rũ. Chị nào mà có lọ này đảm bảo các anh sẽ không bao giờ ra ngoài luôn nha, và cực kỳ yêu thương các chị luôn này. Hiện tại thì em cũng đang dùng cái lọ trả bài đấy ạ. Mùi hương của nó rất là thơm luôn. Rất là ngất ngây luôn, còn cả tây luôn này ạ. Lấy trả bài comment ngay cho em là trả bài cộng số điện thoại nhá. Trả bài cộng số điện thoại ạ. À, chị Kim Chi hỏi nước hoa nam thì bên em còn nước hoa nam đây ạ. Nước hoa nam bên em có giò đen nhá và bờ lêu Chanel này. Giò đen và bờ lêu Chanel, mùi hương đậm nam quyến rũ men lì này. Chị lấy giò hoặc là bờ lêu thì comment giò bờ lêu com kèm số điện thoại cho em nhá. Chị nào đặt hàng thì vui lòng là để lại số điện thoại cho em, bên em mới chốt đơn cho các chị được ạ. Các chị phải để lại số điện thoại nhá. Coco Chanel là mùi hương thơm dịu nhẹ nhá chị Chí Minh ơi. Bên em chỉ có lọ coco hồng này thôi. Coco hồng mùi hương thơm dịu nhẹ này. Ok, chốt cho Huyền Nhi một trả bài thêm nhá. Thêm một trả bài này. Chị lấy coco thì comment coco kèm số điện thoại cho em nhá. Ok, Nguyễn Huyền Nhi dồn đơn 3 kem sâm. 3 kem sâm của em được tặng thêm một kem sâm nhá. 3 kem sâm thì được tặng thêm một kem sâm mà em được miễn phí ship này. Mua 2 sản phẩm trở lên các chị được miễn phí ship nhá. 2 sản phẩm trở lên các chị được miễn phí ship ạ. À, chốt cho chị Hạ Vi một trả bài này. Chốt cho chị bông hồng đen một nước hoa coco hồng nha. Chốt cho chị Nguyễn Thùy Linh. Giá bên em đang sale là 190.000 nhá chị Phương Bàn ơi. Chị lấy nước hoa nam hay nữ thì chị comment lên để bên em tư vấn nhá. Em sale còn có 190.000 thôi. Lưu hương tối đa của nó là 8 tiếng trên cơ thể và 15 tiếng trên quần áo nhá các chị nhá. Lưu hương tối đa 8 tiếng trên cơ thể và 15 tiếng trên quần áo này. Chị nào thích mùi hương phấn dịu nhẹ thì lấy cho em lọ guốc này nhá. Lấy cho em lọ guốc đen này. Mùi hương phấn dịu nhẹ này dung tích của nó là 80ml nhá. Dung tích của lọ guốc đen này là 80ml này. Chị nào lấy guốc thì comment guốc kèm số điện thoại cho em nhé. Comment guốc kèm số điện thoại cho em, bên sale chỉ còn 190.000 thôi. Sale trong cái livestream này còn 190.000 thôi. Kết thúc cái livestream này mà ngày mai các chị không mua được với giá này nữa đâu. Nên là chị nào đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng cho em này, để lại số điện thoại nhé. Các chị đặt hàng phải comment tên sản phẩm kèm số điện thoại ạ. Chị nào lấy guốc thì comment guốc kèm số điện thoại cho em này. Mùi hương phấn dịu nhẹ dung tích của nó là 80ml này. Ui mùi guốc thích lắm, trước chị mua nhà em rồi. Ok chị Nguyễn Huyền Nhi nha. Chị ơi, trước chị mua chắc chắn là sẽ không có giá là 190.000 đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay em xả còn có 190.000 thôi. À, nên, chốt cho chị Phương Bà một trả bài nếu này. Nếu như chị lấy guốc, chị comment luôn là guốc cộng số điện thoại đi chị nha. Chị nào lấy sản phẩm nào thì phải comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá các chị nhá. À, các chị, em chốt đơn cho các chị rồi, các chị inbox cho em xin cái địa chỉ nhá. Các chị phải inbox cho em xin cái địa chỉ ạ. Đơn hàng của chị nào trên 600.000 sẽ được tặng ngay một máy massage mặt này. Đơn hàng trên 600.000 em sẽ tặng ngay các chị một máy massage mặt nhá. Mua một sản phẩm thì các chị chịu phí là 30.000 tiền ship này. Mua hai sản phẩm trở lên các chị được miễn phí ship nhá. Nước hoa guốc thơm. Cực kỳ thơm luôn, chị Kim thơm luôn chị ơi. Mùi hương phấn này. Guốc mùi hương phấn nhá, chị lấy guốc thì comment guốc kèm số điện thoại cho em này. Cái lọ guốc này mùi hương của nó rất là sang và quyến rũ dịu nhẹ ấy ạ. Cực kỳ thơm luôn, chị nào mà đang đi tiệc này hoặc là đi sinh nhật đi buổi tối mà chị cái lọ này em đảm bảo luôn ạ. Cực kỳ thơm và quyến rũ luôn nha. Lấy guốc comment ngay là guốc ạ, chỉ có 190.000 thôi mà để ở bàn trang điểm thì quá là đẹp luôn rồi ạ. Guốc nha mọi người, lấy em comment là guốc cộng số điện thoại giúp em. Chị Mai Mai Nguyễn ơi, chị lấy guốc comment cho em lại guốc cộng số điện thoại đi ạ, tại vì chị phải có số điện thoại thì em mới chốt lại được đơn cho chị nhá, còn đơn cũ em không tìm lại được đâu ạ. Hoàng Vân ơi, mình chơi mini game xong rồi bạn ơi, bạn theo dõi mình tối nay lại chơi tiếp nha bạn nhá. À, như em thì không chắc chắn đâu anh Đình Phong ơi, bởi vì em không chắc chắn là sẽ thơm như em đâu ạ. Chắc chắn là phải thơm hơn em rồi. Ok, chị Kim Thi Đỗ chị này, một coco, một giò và một gì đây ạ? Một coco, một giò, một guốc. Ok, ba chai, chị sẽ tặng kèm thêm một máy massage mặt. Hưng Phú Đức Hòa lấy thêm guốc đen, ok. Hạ Vi lấy thêm guốc đen, ok ạ. Các chị cứ lấy 2 sản phẩm đổ lên là được free ship nha. Còn lấy 3 sản phẩm sẽ được tặng kèm thêm một máy massage mặt nha mọi người nhá.
Anh Hung Phú Đức Hòa lấy thêm quốc comment cho em nào, quốc dồn đơn giúp em nha. Chị nào lấy thêm sản phẩm nào thì phải comment quốc tên sản phẩm dồn đơn nhá. Anh Hưng Phú Đức Hòa này, comment quốc dồn đơn cho em nhá anh nhá. Anh phải comment quốc dồn đơn, mẹ bên em mới chốt hàng cho anh được ạ. Bởi vì bên em sẽ kiểm tra lại cái livestream này, bạn nào đang bị ẩn comment thì yên tâm cứ đặt thoải mái luôn nha, cứ đặt đi ạ. Miễn sao các bạn để lại đúng cú pháp là tên sản phẩm cộng số điện thoại là bên em chốt đơn cho mọi người ạ. À anh ơi, em còn có lọ Gucci này anh Hoàng Trang ơi. Nick Facebook là Hoàng Trang này, hỏi Gucci có Gucci dùng cho được cả nam cả nữ luôn nha. Đây nhá, lọ Gucci đấy ạ, cả nam cả nữ dùng được này, bên em sale còn có 190.000 thôi. À chốt cho chị Thu Bùi một cocoa hồng và một quốc nhá. Đây ạ, Gucci nhà em đây ạ, dùng cho cả nam cả nữ được ạ. Mùi hương của nó rất là năng động, trẻ trung và quyến rũ luôn ạ. Mùi hương này em đảm bảo luôn nha, người bạn dùng 10 bạn mê luôn ạ. Và đặc biệt này dùng cho được cả nam cả nữ nhá. Mùi hương của nó rất là thơm và khiêu khích ạ. Ở đây không có đồ men nên xem người thôi. Ok, em có đồ men mà anh ơi, chắc chắn là có đồ men rồi. Nước hoa lan em có rất là nhiều luôn này. Nếu như anh mà thích mùi hương quyến rũ năng động và trẻ trung thì lấy ngay cho em cái lọ Gucci vàng này giúp em nha. Gucci vàng nha mọi người nhá, Gucci vàng ạ. Đây là hai mẫu này, một mẫu cũ và một mẫu mới nha mọi người nhá, nhưng mùi hương của nó như nhau luôn. Đây các anh chị nào nhận được hàng rồi cũng cho em xin phép bách luôn nhá. Riêng hàng Gucci nhà em đảm bảo với mọi người luôn là 10 người dùng cả 10 người khen luôn ạ. Rất là thơm và quyến rũ nha. Năng động nữa ạ, à. Bạn là trẻ trung và đôi cặp đôi nào mà trẻ trung lấy cặp này quá là mê luôn này. Lọ Gucci hàng nguyên siêu đây này. Sale còn có 190.000 quá là rẻ luôn. Quá là rẻ luôn mà hàng Gucci này em chỉ còn có 5 chai thôi. Bạn nào đặt nhanh thì được ạ. Ồ ok chị Kim Thi, Thi đỗ chị nha. Thoải mái kiểm tra hàng thoải mái luôn ạ. Chị nào lấy sản phẩm nào thì comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em ạ. Chị nào em chốt đơn hàng rồi inbox cho em xin cái địa chỉ nhá, hoặc là để cái địa chỉ trên livestream này luôn cũng được ạ. À anh ơi, anh thích mùi hương quyến rũ kẹo ngọt à, chị thích mùi hương quyến rũ kẹo ngọt thì lấy cho em lọ táo này. Bên em sale có 190.000 thôi. À, Đức Út Nguyên ơi, shop em ở Hải Dương nhá. À, ok, chốt cho chị Nam một Gucci 2 chai này của chị được miễn phí ship nhá. Hai sản phẩm trở lên các chị được miễn phí ship, hoặc một sản phẩm thì các chị mất 30.000 tiền ship nhá. Nên là chị nào lấy hai sản phẩm thì bên em sẽ miễn phí ship luôn này. Chị nào lấy táo này, mùi hương kẹo ngọt đậm này, lưu hương rất là lan tỏa rất là cao này. Chị nào lấy táo thì comment táo kèm số điện thoại cho em nhá. Comment táo kèm số điện thoại cho em ạ. Em sale còn có 190.000 thôi. Sale còn có 190.000 thôi. Đơn hàng nào của chị trên 6 chị, đơn hàng của chị nào trên 600.000 này, em sẽ tặng em một máy massage mặt nhá. Ok, bạn Hà Vi này mình sẽ check inbox của bạn lấy địa chỉ nha. Các bạn nhớ là hàng xong cho mình địa chỉ luôn để chiều hôm nay hàng sẽ đi luôn cho mọi người nhá, bởi vì hôm nay cũng là thứ 6 cuối tuần rồi ạ. Hàng sẽ đi luôn thì chắc chắn là thứ 2 thứ 3 mọi người sẽ nhận được luôn nhá. Ok, bạn Nguyễn Hoàng nhá, lấy một Gucci này. Lấy Gucci comment nhanh đi ạ, chỉ còn 3 lọ Gucci thôi, còn 3 lọ Gucci thôi nha mọi người nha. Lấy Gucci comment nhanh này, Gucci vàng nha, dùng cho cả nam và nữ, mọi người nhìn thấy hình của nó thôi đã thấy mê ly chưa ạ? Đã thấy quyến rũ chưa? Đấy ạ, cực kỳ đẹp luôn này và đặc biệt là rất là thơm luôn nha. Mình tự tin về dòng Gucci này luôn. 10 bạn dùng thì cả 10 bạn khen luôn, chưa bạn nào chê về dòng Gucci này luôn ạ, kể cả nam hay nữ luôn, dùng cái lọ này rất là thích. Lấy Gucci comment ngay là Gucci cộng số điện thoại với giá là 190.000 một lọ. Một lọ thì thêm 30.000 tiền ship, hai lọ free ship, ba lọ được tặng kèm thêm một máy massage mặt trị giá là 240.000 nhá các bạn nhá. Anh Ninh Phố ơi, lấy Gucci comment cho em là Gucci cộng số điện thoại đi anh ơi. Anh phải để lại số điện thoại bên em mới chốt đơn được cho nhá. À Coco Chanel em chỉ còn màu hồng thôi bạn Chí Minh ơi. Bạn Linh Phố ơi, bạn lấy Gucci. Chị ơi, bên em còn có Coco mẫu này thôi này, bên em chỉ còn Coco hồng thôi ạ. Chị lấy Coco này thì comment Coco hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Comment Coco hồng kèm số điện thoại cho em ạ. Coco Chanel hồng này. Có Coco Chanel đây nhá chị Linh Nhi ơi, Coco Chanel đây ạ. Coco Chanel hồng này, Coco hồng này. Các chị lấy Coco hồng thì comment Coco hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Bên em còn có 3-4 lọ Coco hồng nữa thôi. Bên em còn có 3-4 lọ nữa thôi nên là chị nào lấy Coco hồng thì nhanh tay đặt hàng cho em này. Nhanh tay đặt hàng cho em nhá, Coco hồng kèm số điện thoại này. Sale còn có 190.000 thôi, mùi hương của nó rất là dịu nhẹ và rất là thơm nhá. Quyến rũ này, chị nào lấy Coco thì comment Coco kèm số điện thoại cho em này. Coco hồng ạ. Chốt đơn cho em là Coco hồng kèm số điện thoại nhá. Em sale còn có 190.000 thôi. Lưu hương tối đa của nó là 8 tiếng trên cơ thể này và 15 tiếng trên quần áo nhá. 8 tiếng trên cơ thể và 15 tiếng trên quần áo này, nên là chị nào lấy Coco thì comment Coco nhanh tay cho em nhá. Comment Coco kèm số điện thoại đi ạ. Các bạn nhớ phải ấn kết bạn và theo dõi link em nha, và phải chia sẻ cái livestream này với được giá ưu đãi nha. Ok bạn Lan Man nha, một Coco Chanel dồn đơn này. Ok, chốt cho anh Linh Phố một Coco nhá. Chốt cho anh một Coco này. Bạn nào lấy Gucci comment luôn là Gucci vàng đi ạ, comment là Gucci vàng nha. Gucci vàng còn 3 chai nữa thôi.
Vũ xì vàng còn 3 chai nhá, trả bài vẫn còn 2 chai ạ. À. Còn bao nhiêu xả lốt bấy nhiêu với giá 190.000 thôi. Chị nào nhanh tay thì đặt được hàng nhá, nên là mọi người nhanh tay đặt hàng nhá. À chị Thu Nguyễn này, bên em vẫn còn kem sâm nhá chị ơi. Kem sâm này làm trắng da, trị mụn, trị nám và tàn nhang này. Xe khi lỗ chân lông nhá. À, bên em sale còn có 80.000 một hộp kem sâm này thôi. Mua 2 hộp thì được miễn phí ship, mà mua 3 hộp thì được tặng thêm một hộp nhá. Mua 3 hộp kem sâm thì được tặng thêm một hộp kem sâm này. Nên là chị nào lấy kem sâm thì comment kem sâm kèm số điện thoại cho em nhá. Dùng rất là thích ạ, dùng kem sâm rất là thích này. Dùng kem sâm rất là thích nhá. Nên là chị nào lấy kem sâm thì comment kem sâm kèm số điện thoại cho em đi ạ. Bên em vẫn còn đó chị Nam An ơi, bên em vẫn còn 2 hộp kem sâm to nữa cơ, nên là chị lấy kem sâm thì comment thêm kem sâm kèm số điện thoại cho em nhá. Bên em vẫn còn tặng nhá chị ơi, mua 3 kem sâm thì được tặng 1 kem sâm này. Mua 3 kem sâm được tặng 1 kem sâm nhá, mua 2 thì được miễn phí ship. Mua 3 được tặng 1 nhưng mà còn được miễn phí ship nữa cơ, nên là chị nào lấy kem sâm thì comment kem sâm kèm số điện thoại cho em này. Comment kem sâm kèm số điện thoại cho em nhá. Chị mụn chị nám và tàn nhang này, xe kít lỗ chân lông này, nên là chị nào lấy kem sâm thì comment nhanh tay kem sâm kèm số điện thoại cho em này. Ok cho chị Nam Man 3 kem sâm nhá, của chị dồn đơn của chị chị được tặng thêm 1 kem sâm nữa nhá. Chị Chí Minh chốt cho chị một coco này, chốt cho chị một coco hồng nhá. Chị inbox cho em xin cái địa chỉ nhá chị Chí Minh ơi, chị inbox cho em xin cái địa chỉ đi ạ. Coco hồng bên em giá đang sale là 190.000 nhá chị Phạm Thảo ơi. Giá bên em đang sale là 190.000 này, mùi hương rất là quyến rũ, mười dịu nhẹ này. Dịu nhẹ quyến rũ này. Chị lấy coco hồng để comment coco hồng kèm số điện thoại cho em nhá, rất là sơm luôn, rất là thơm luôn ạ. Chị lấy coco thì comment coco kèm số điện thoại cho em nhá. Kem sâm bên em đang sale là 80.000 một hộp nhá chị ơi, 80.000 một hộp kem sâm này. Mua 2 hộp kem sâm thì được miễn phí ship, mà mua 3 hộp thì được tặng 1 nhá chị Hoa Trang ơi. Mua 3 kem sâm được tặng 1 kem sâm ạ, nên là chị lấy kem sâm thì comment kem sâm kèm số điện thoại cho em nhá. Chị mụn chị nám và tàn nhang này, xe khít lỗ chân lông này. Chị nào lấy kem sâm thì comment kem sâm kèm số điện thoại cho em nhá. Bên em vẫn còn trả bài nhá chị Ngô Thị Linh ơi. Mùi hương quyến rũ này, mùi kẹo ngọt này. Mùi hương quyến rũ kẹo ngọt này, chị nào lấy lọ trả bài này thì khỏi chê luôn. Bên em sale còn có 190.000 thôi. Sale còn lọ trả bài này còn 190.000 thôi nhá. Nên là chị lấy trả bài thì comment trả bài kèm số điện thoại cho em nhá. Kem sâm nhà bạn này dùng thích lắm. Cảm ơn chị Ngô Thị Linh ạ. Chị nào lấy trả bài thì comment trả bài kèm số điện thoại cho em nhá. Comment trả bài kèm số điện thoại cho em này. Mùi hương quyến rũ kẹo ngọt này. Ok, tốt cho chị Linh thêm một trả bài nhá. Chị nào lấy trả bài thì comment trả bài kèm số điện thoại cho em này. Chị Loan chị ơi, chị thích mùi hương phấn dịu nhẹ thì chị lấy cho em lọ work đen này nhá. Lọ work đen này dung tích của nó là 80ml cơ. Dung tích của lọ này là 80ml này. Ok chị Ngô Thị Linh này, dùng hàng nhà em chị rất tin tưởng, mua 4 lần rồi thì ok chị Ngô Thị Linh nha, em cảm ơn chị ạ. Chị ơi hôm nay chị lấy hàng thêm thì chốt cho em thêm nha. Chốt trả bài và hôm nay chị lấy kem sâm cũng chuôn mừng luôn cho em nha. Tại vì hôm nay có chương trình mua 3 tặng 1 ạ. Mua 3 kem sâm được tặng 1 hộp và free ship luôn. 240.000 mà được 4 hộp và free ship quá là rẻ luôn đúng không ạ? Cố gắng đặt ngay trong cái livestream này nha, không mai em sẽ không còn giá này nữa đâu nha. Chị lấy quốc đen thì comment quốc đen kèm số điện thoại cho em nhá. Comment quốc đen kèm số điện thoại, bên em còn có 2 hộp nữa thôi. Bên em còn có 2 hộp nữa thôi nên là chị nào nhanh tay thì được này. Sale còn có 190.000 thôi ạ, 190.000 thôi quốc đen nhá. 190.000 này. Chị nào lấy quốc thì comment quốc kèm số điện thoại cho em nhá. Dung tích của nó là 80ml. Dung tích của quốc này là 80ml nhá. Chị là đặt hàng rồi thì inbox cho em xin cái địa chỉ nhá. Đặt hàng rồi thì inbox cho em xin cái địa chỉ đi ạ. Anh thích mùi hương bạc hà đúng không ạ? Mùi hương bạc hà thì lấy cho em lọ vơ sạc xanh này nhá. Vơ sạc này, mùi hương bạc hà này. Mùi hương rất là mát, bạc hà. Anh lấy vơ sạc thì comment vơ sạc kèm số điện thoại cho em nhá. Vơ sạc này chỉ còn một hộp duy nhất của Nam luôn. Anh nào mà hay hoạt động ngoài trời ra nhiều mồ hôi hay thể dục thể thao ấy ạ, thì lấy ngay cho em cái lọ vơ sạc này, mùi hương của nó rất là mát nha mọi người nha. Mát và sang luôn ấy ạ. Lấy vơ sạc comment ngay là vơ sạc cộng số điện thoại này. Anh ơi nếu như là anh làm nhân viên văn phòng thì lấy vơ sạc hoặc lấy Chanel Bleu anh nhá. Mùi hương dịu nhẹ rất là thơm và quyến rũ dịu nhẹ luôn. Kể cả lọ vơ sạc này bạn nào thanh niên nào học cấp 3 ấy ạ cũng dùng rất là ok. Vơ sạc và lọ Chanel Bleu là hai cái lọ mà bán chạy nhất trong vòng mùa hè này nhá. Đây là dòng của Nam, hai lọ này là của Nam nha các bạn nhá. Hai dòng này của Nam. Có cả giò trắng nha anh Nguyễn Hoàng ơi, em có cả giò trắng nữa ạ. Anh nào chị nào đang bị ẩn comment cố gắng là cứ để lại tên sản phẩm cộng số điện thoại giúp em sẽ chốt đơn cho mọi người nha. Anh nào là lấy vơ sạc hoặc là Chanel Bleu thì comment vơ sạc hoặc là Chanel Bleu kèm số điện thoại cho em nhá. Mọi người đặt hàng nhớ là để lại số điện thoại cho em, bên em mới chốt đơn được ạ. Các chị phải để lại số điện thoại bên em mới chốt đơn được cho các chị nhá.
Em xem nước hoa hôm nay đồng giá còn có 190.000 thôi, nước hoa hàng Singapore này. Nên là anh chị nào lấy nước hoa nam hay nữ và thích mùi như thế nào thì comment để em tư vấn nhá. Comment lên để em tư vấn cho các chị ạ. Sale còn có 190.000 thôi, sale còn có 190.000 thôi. Nước hoa của hàng Singapore này, lưu hương tối đa là 8 tiếng trên cơ thể và 15 tiếng trên quần áo nhá. Lưu hương tối đa 8 tiếng trên cơ thể và 15 tiếng trên quần áo này. Nên là anh chị nào lấy work thì lấy sản phẩm nào thì comment tên sản phẩm kèm số điện thoại nhá. Lọ tinh chất vàng đây chị ơi. Đây nhá, cho Linh Phố này, lọ tinh chất vàng 24K đây ạ. Serum vàng 24K chống lão hóa tái tạo da này. Cấp nước cho da này. Giữ ẩm cho da nhá, nè chị lấy lọ 24K này thì comment 24K kèm số điện thoại cho em nhá. 99% tinh chất vàng luôn. Chị lấy 24K thì comment 24K kèm số điện thoại cho em này. Lấy 24K thì comment 24K kèm số điện thoại nhá. Em sale còn 200.000 ạ. Sale lọ hạt serum 24K này còn 200.000 nữa chị nhá. Sale còn có 200.000 thôi. Chị lấy 24K thì comment 24K kèm số điện thoại cho em nhá. Hương nào nữ 30 tuổi lấy cho em cái lọ guốc chị ơi. Chị Dung Thái Ngọc ơi, lấy cho em lọ guốc này nhá. Hoặc là lọ Valentino ạ, là mùi hương dịu nhẹ và rất là thơm và sang chảnh luôn ạ. Lấy Valentino và lọ guốc nha chị nhá. Chị lấy lọ nào thì để tên sản phẩm cộng số điện thoại. Nếu như chị thích quyến rũ một tí thì chị lấy cho em lọ guốc, bởi vì buổi tối ấy, chị đi chơi đi sinh nhật ấy thì dùng cả lọ guốc cũng được. Còn nếu như mà lấy mùi hương Valentino là lọ ba bông hoa này em đang cầm trên tay đây thì nó là mùi hương dịu nhẹ ạ. Dành cho hợp cho các chị làm nhân viên văn phòng nha. À, giá của 24K em đang sale là 200.000 nhá chị Linh Phố ơi. Em sale còn 200.000 nữa ạ. À, chị Dung Thái Ngọc lấy guốc hoặc là Valentino thì comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Phải có số điện thoại bên em mới chốt đơn cho các chị ạ. Nên là các chị để lại số điện thoại cho em đi nào. Chị nào em chốt đơn rồi thì inbox cho em xin cái địa chỉ nhá. Chị Phương Phạm ơi, lớp hoa bên em xả còn có 190.000 thôi ạ. Các chị đặt nhanh trên livestream này giúp em nha. Kết thúc livestream này sẽ không có giá này đâu ạ. Bình thường giá lẻ bên em đang có giá là 350, 400, 500 tùy loại. Nhưng ngày hôm nay em xả hết, còn bao nhiêu em xả hết với giá là 190.000 thôi nha. Chỉ với giá là 190.000 thôi, chị nào đặt thì đặt nhanh giúp em trong cái livestream này nhá. Các chị có thể vào cái trang cá nhân của em để biết cái giá hiện tại và cái giá mà bên em đang sale, cũng như là cái feedback của khách hàng rất là nhiều luôn về dòng nước hoa này nhé em nhá. Hàng Singapore, nhận hàng kiểm tra hàng check mã vạch thoải mái luôn. Chị nào lấy sản phẩm nào thì để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Em sale còn có 190.000 thôi. À, Valentino bên em đang sale là 190.000 nhá chị Dung Thái Ngọc ơi. À, Valentino em sale 190.000 này, mùi hương của nó mùi hương dịu nhẹ này, rất là thơm luôn. Mùi hương dịu nhẹ nhưng vẫn rất là thơm luôn. Chị lấy Valentino thì comment Valentino kèm số điện thoại cho em nhá. À, ok, chốt cho Nguyễn Lê Hoa thêm một Valentino dồn đơn nhá. 20 tuổi cũng dùng cái lọ Valentino này bạn ơi, một là Valentino, hai là Coco Hồng nhá. Bởi vì những cái lọ này là các bạn nào là nhân viên văn phòng cũng như là bạn nào mà các chị nào đang làm giáo viên ý, hoặc là các bạn nào đang học sinh sinh viên ý, dùng những cái lọ mùi hương hoa dịu nhẹ này nhá. Còn nếu như bạn nào thích đậm đà hơn thì lấy cho mình những cái lọ quyến rũ hơn. Lưu hương của nó 8 tiếng nhá, tối đa là 8 tiếng trên da thịt nhá chị Hương Phạm ơi. Tối đa 8 tiếng trên cơ thể và 15 tiếng trên quần áo nhá các chị nhá. Tối đa 8 tiếng trên cơ thể và tận 15 tiếng trên quần áo cơ. Nên là chị nào đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng đi. Em sale còn có 190.000 thôi trên cái livestream này thôi ạ. Em sale trên cái livestream này thôi. Kết thúc cái livestream này ngày mai các chị sẽ không còn giá này nữa đâu nhá. Kết thúc cái livestream này ngày mai các chị không mua được với giá này nữa đâu ạ. Nên là các chị đặt hàng nhanh tay cho em đi nào. À, lọ trà bài tên của nó là ES Black nhá chị nhá. Tên của lọ trà bài này là ES Black này. Mùi hương quyến rũ kẹo ngọt này. Lọ trà bài này là mùi hương quyến rũ kẹo ngọt nhá. Chị lấy trà bài này comment trà bài kèm số điện thoại cho em này. Tên của nó là ES Black nhá. Trả bài đấy là các chị mệnh danh cho nhau, các chị mua hàng em rồi đồn thổi nó và đặt cho nó tên là trả bài thôi nha. Chứ không phải tên nó là trả bài đâu nha các chị nhá. Tên của nó là ES Black nhá chị Dung Thái Ngọc ơi, tên của nó là ES Black này. Hàng của nó là hàng nguyên siêu đây nha, hàng của Optimum đây này mọi người này. Đây ạ. À. Đây này, hàng nguyên siêu của lọ trả bài đây này. Cái lọ trả bài đó là cái lọ mà các chị mệnh danh và đồn thổi nó nên em cứ gọi nó trả bài cho các chị dễ hiểu. Bởi vì sao? Cái mùi hương của nó rất là quyến rũ và thơm. Rất là quyến rũ và thơm, và khi mà các xịt đi ạ, các chị xịt cái lọ này các anh cảm giác là yêu hơn ý, và suốt ngày đòi trả bài ý, kiểu như thế nên là các chị cứ mệnh danh nhau thôi. À Phạm Thảo ơi, cái lọ là vừa lam vừa lữ là lọ gu xì vàng nhá. Cái lọ cả lam cả lữ dùng được là lọ gu xì vàng nhá. Lấy lọ nào để tên sản phẩm cộng số điện thoại này, 190.000 một lọ cộng với 30.000 tiền ship. Lấy 2 lọ được free ship mà lấy mua 3 lọ được tặng kèm thêm một máy massage mặt nha. Gucci đây nhá chị Phạm Thảo ơi, Gucci dùng được cả nam và nữ này. Mùi hương rất là quyến rũ luôn, mùi rất là thơm. Chị lấy Gucci thì comment Gucci kèm số điện thoại cho em nhá. Vì em sale đồng giá là còn 190.000 thôi.
Bên em sale còn có 190.000 thôi. Đây là một mẫu mới và một mẫu cũ này. Nhưng mà mùi hương lưu hương, mùi hương của nó rất là giống nhau nhá. Mùi hương của nó giống nhau này. Lưu hương cũng như nhau luôn. Lưu hương tối đa 8 tiếng trên cơ thể và 15 tiếng trên quần áo nhá. Nên là chị lấy Gucci thì comment Gucci kèm số điện thoại cho em này, dùng được cả nam và nữ luôn. Chị lấy Gucci thì comment Gucci vàng kèm số điện thoại cho em nhá. À, chị Dung Thánh Ngọc ơi, chị chốt lọt nào thì chị comment cho em nhá. Tên sản phẩm kèm số điện thoại à. Em sale trong cái livestream này thôi. Sale nốt ngày hôm nay thôi với giá là 190.000 thôi. Còn ngày mai không còn giá này nữa đâu. Nên là chị nào đặt hàng thì đặt nhanh tay đi ạ. Ok, chốt cho bạn Hoàng Trang nha, một Gucci ạ. Các bạn để tên sản phẩm cộng số điện thoại cho mình thì mình chốt đơn nha. Yes, Black đây bên em đang sale là 190.000 đó. Chị Kiều Trang Phạm này, chị Kiều Trang Phạm mà bên em đang sale còn 190.000 thôi. 190.000 này chị lấy Yes Black thì comment Yes Black để chị kèm số điện thoại cho em nhá. Hoặc là chị comment trả bài kèm số điện thoại cho em đã cũng được ạ. À, mùi hương quyến rũ này, mùi hương rất là quyến rũ, kẹo ngọt nhẹ nhá, rất là thơm luôn. Kem sâm vẫn còn nha chị ơi, kem sâm bên em vẫn còn sale với giá 80.000 một hộp thôi. Chị Kiều Trang Phạm lấy trả bài thì comment trả bài kèm số điện thoại cho em nhá. Hoặc là Yes Black ạ. Kem sâm em vẫn còn này nha, kem sâm em vẫn còn nha chị Thu Phương ơi, kem sâm em vẫn còn này. Sale còn có 80.000 một hộp kem sâm này thôi. Làm trắng da, trị mụn, trị nám và tàn nhang, xe khít lỗ chân lông này. Chị nào lấy kem sâm thì comment kem sâm kèm số điện thoại cho em nhá. 80.000 một hộp kem sâm. Mua 2 hộp kem sâm thì được miễn phí ship, mà mua 3 hộp thì được tặng 1 hộp nhá. Mua 3 hộp kem sâm được tặng 1 hộp kem sâm ạ. Nên là chị nào lấy kem sâm thì comment kem sâm kèm số điện thoại cho em nhá. À, Coco đen bên em chỉ còn hàng của Pháp thôi ạ. Hàng của Pháp thôi, nọ của nó là 20ml ạ, là 290.000 ạ. Còn hàng sinh em hết lâu rồi ạ, hàng sinh không còn đâu ạ. Chị nào lấy kem sâm thì comment kem sâm kèm số điện thoại cho em nhá. Comment kem sâm kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Kiều Phạm ơi, Coco đen bên em chỉ còn nước hoa Pháp thôi, nên là dung tích của nó là 20ml. Chị muốn lấy nước hoa Pháp của hàng Coco đen thì chị comment à, chị inbox cho bên em nhá, bên em sẽ gửi ảnh cho chị ạ. Chị Kiều Trang Phạm muốn lấy nước hoa Pháp thì inbox cho bên em nhá. Dung tích của nó là 80ml. Giá là đang sale là 290.000 ạ. 80ml. 20ml. Em vừa nói 80ml đấy. Nhanh quá miệng ngọng. Nào các chị đăng kênh của em nhá, để em kết thúc cái livestream này đi ạ. Bạn ấy nói nhiều quá, bạn ấy líu rồi ạ. Chia sẻ nhanh thôi em, và kết thúc cái livestream này nhanh ở đây ạ, để cho bạn ấy ăn cơm nhá. Chị nào mà đã đặt hàng bên em rồi cho em xin địa chỉ, chị nào mà đang có ý định đặt thì đặt ngay trong giúp em đi ạ, để em kết thúc đây ạ. Đúng 12 giờ em kết thúc cái livestream này ạ. Chị nào đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng nhá, tại vì em chỉ sale trong cái livestream này thôi. Kết thúc cái livestream này không còn với giá này nữa đâu nhá mọi người nhá. Nên là chị nào đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng đi nào, sale còn có 190.000 thôi, giá quá rẻ luôn. Bình thường toàn bán 250 với 300 với 350 thôi, không có cái giá này đâu. Hôm nay sale thì còn 190.000 thôi, nên là chị nào đặt hàng thì đặt nhanh tay nhá. Chị nào em chốt đơn rồi thì inbox cho em, bên em xin cái địa chỉ nhá. Chị nào chốt đơn rồi thì inbox cho em xin cái địa chỉ đi ạ. À, chị Kiều Trang Phạm lấy Yes Black thì comment trả bài, hoặc là Yes Black kèm số điện thoại cho em này. Chị Phạm Thảo lấy Gucci vàng thì comment Gucci vàng kèm số điện thoại cho em nhá. À, chị Kiều Trang Phạm ơi, chị để lại số điện thoại bên em mới chốt được cho chị nhá. Chị phải để lại số điện thoại bên em mới chốt đơn được cho chị ạ. Các chị phải để lại tên sản phẩm cộng số điện thoại bên em mới chốt được đơn nhá. Chị Kiều Trang Phạm để lại số điện thoại cho em đi, bên em mới chốt đơn được cho chị nhá. Ok, em sẽ dành cho chị một vài phút nữa để cho chị comment nhá. Ok, cho chị Kiều Trang Phạm một trả bài nhá. Em cho chị một trả bài ạ. Bạn nào lấy Gucci comment ngay Gucci nhá, Gucci vàng nhá, Gucci vàng còn 2 chai nữa thôi ạ. Gucci vàng là mùi hương năng động trẻ trung, dùng cho cả nam cả nữ luôn các bạn nhá. Gucci vàng, lấy Gucci vàng comment ngay là Gucci vàng cộng số điện thoại nhá. Đây nhá, Gucci vàng đây nhá. À, chị Phạm Thảo ơi, mua một nước hoa và một kem sâm được free ship nhá. Cứ mua hai sản phẩm được free ship ạ. Bạn lấy nọ nào có để tên sản phẩm cộng số điện thoại đi. Để nhanh giúp mình đi. Chị Phạm Thảo lấy Gucci thì comment Gucci kèm số điện thoại cho em nhá. Và một kem sâm thì bên em sẽ miễn phí ship cho chị luôn ạ. Hai sản phẩm mà, hai sản phẩm bên em sẽ miễn phí ship luôn cho các chị luôn. Hai sản phẩm miễn phí ship luôn. Đơn hàng của chị nào trên 600.000 này được tặng ngay một máy massage mặt này. Đơn hàng trên 600.000 được tặng ngay một máy massage mặt ạ. Chị Phạm Thảo chốt Gucci vàng thì chốt Gucci vàng cộng kem sâm kèm số điện thoại cho em nhá. Các chị phải để lại số điện thoại bên em mới chốt đơn được cho các chị ạ. Các chị nào bên em đã chốt đơn rồi thì inbox cho em xin cái địa chỉ đi nhá. Inbox cho em xin cái địa chỉ ạ. À, ok, cho chị Hương Phạm một Gucci vàng và một Yes Black nhá. Chị Hương Phạm này, chị Hương Phạm với cả chị Kiều Trang Phạm inbox cho em xin cái địa chỉ đi ạ.
kem sâm bên em sale còn 80.000 một hộp kem sâm nhá. 80.000 một kem sâm này, trị mụn, trị nám và tán nhang rất hiệu quả luôn. Mặt em vẫn đang, mặt em dùng kem sâm đây. Em đang dùng kem sâm đây nhá các chị nhá. Chị nào lấy kem sâm thì comment kem sâm kèm số điện thoại cho em này. 80.000 một hộp kem sâm thôi ạ. Mua 2 hộp kem sâm thì được miễn phí ship. 3 hộp kem sâm thì các chị được tặng thêm một hộp kem sâm nhá. Mua 3 kem sâm thì được tặng thêm một kem sâm ạ. Chị Hương Phạm với chị Kiều Trang Phạm inbox cho em xin cái địa chỉ của các chị để em gửi hàng đi luôn chiều nay nhá. Chị Kiều Trang Phạm lấy thêm kem sâm thì comment kem sâm kèm số điện thoại cho em nhá. 2 sản phẩm trở lên thì các chị được miễn phí ship này. 1 sản phẩm thì các chị chịu phí là 30.000 tiền ship nhá. Chị Nguyễn Nguyễn ơi, bên em còn nước hoa nam nhá chị ơi. Bên em còn lọ giò đen này. Mùi hương đậm nam quyến rũ rất là men lì luôn. Mùi hương đậm nam quyến rũ men lì này. Chị Hương Phạm ơi, đơn hàng của chị phải trên 600.000 chị mới được tặng một máy mát xạ mặt nhá chị Hương Phạm. Đơn hàng trên 600.000 mới được tặng một máy mát xạ mặt ạ. Chị lấy thêm một lọ nước hoa nữa đi, bên em sẽ tặng ngay chị một máy mát xạ mặt nhá chị Hương Phạm nhá. Nước hoa nam bên em có lọ giò đen này và lọ Bleu Chanel nhá, mùi hương đậm nam quyến rũ luôn. Mùi hương đậm nam quyến rũ này. Chị Trang Phạm ơi, chị lấy mấy kem sâm ạ? Chị lấy một kem sâm hay 2 hay 3 kem sâm ạ? Thì chị comment rõ kem mấy kem sâm kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Nguyên Nguyễn lấy nước hoa nam thì comment cho em là giò là Bleu Chanel nhá. Giò này, đây là lọ giò, dung tích của nó là 125ml cơ. Dung tích của nó rất là lớn, dung tích lớn nhất trong các lọ nước hoa em bán luôn, 125ml này. Và lọ đây là lọ Chanel Bleu ạ, nước hoa của nam nhá, Chanel Bleu. Chị lấy sản phẩm nào thì comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá, comment tên sản phẩm kèm số điện thoại ạ. Ok, cho chị Kiều Trang Phạm một kem sâm và một IM Black của chị được miễn phí ship nhá. Hai sản phẩm các chị được miễn phí ship ạ. Chị Uyên Nguyễn lấy nước hoa thì chốt luôn cho em nhá, bên em chuẩn bị kết thúc với livestream này rồi ạ. Chị nào lấy nước hoa thì nhanh tay đặt hàng cho em đi nào. Sale còn có 190.000 thôi. Lưu hương tối đa của nó là 8 tiếng trên cơ thể và 15 tiếng trên quần áo nhá các chị nhá. Nè, chị nào đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng cho em đi ạ. Chị Nguyễn Nguyễn lấy nước hoa nam thì comment nước hoa nam kèm số điện thoại cho em nhá. Chị nào đặt hàng mà bên em bị ẩn comment ý ạ thì các chị inbox cho bên em nhá để đặt hàng nhá. 190.000 thôi, sale còn có 190.000 thôi, các chị nhanh tay đặt được này. 190.000 thôi ạ. Chị Nguyễn Nguyễn ơi, em sale còn 190.000 nhá. Giò đen và Bleu Chanel đều đồng giá là 190.000 hết ạ. Em sale đồng giá tất cả nước hoa hôm nay còn có 190.000 thôi. Nên là chị lấy nước hoa nào thì comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Uyên Nguyễn lấy giò là Bleu thì comment tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Em sắp kết thúc cái livestream này rồi ạ. Chị chốt giò hoặc Bleu Chanel thì comment giò Bleu cho like kèm số điện thoại cho em nhá. Chị lấy 2 sản phẩm thì được miễn phí ship ạ. Mà mua 1 sản phẩm thì chị phí là 30.000 tiền ship nhá. Chị Hương Phạm lấy gì đây mà tặng máy mát xa mặt? Có tặng không? Bà lấy thêm một lọ nước hoa nữa thì mình tặng. Chị Hương Phạm lấy 3 sản phẩm thì sẽ được tặng một máy mát xa mặt nha. Ok các chị ơi, chị đặt nào đặt hàng đặt luôn giúp em đi ạ. Em kết thúc cái like ở đây đây ạ. Kết thúc like này xong em sẽ khóa cái live stream này lại nhá. Nên các chị sẽ không được đặt nữa đâu. Nên là chị nào đặt trong live stream này giúp em luôn nha. Chị nào đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng lên đi ạ. Chị nào em đã chốt đơn rồi thì inbox cho em xin, bên em xin cái địa chỉ nhá, để hàng chiều gửi đi chiều nay luôn nhá các chị nhá. Inbox cho em xin cái địa chỉ, hàng gửi sẽ gửi đi chiều nay luôn ạ. Chị Uyên Nguyễn lấy giò hoặc là Bleu thì chốt cho em nhá. Lấy giò Bleu thì chốt luôn cho em đi ạ. Chị Nguyên Nguyên lấy lọ nào thì chốt đơn luôn cho em đi nhá. Bên em sắp kết thúc cái livestream này rồi ạ. Nên là chị nào đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng cho em đi. Thay vì em sale đồng giá với nốt ngày hôm nay thôi, sale đồng giá trên cái livestream này thôi. Ngày mai các chị mua hàng cũng không có cái giá này đâu. Nên là các chị đặt hàng nhanh tay đi ạ. Ok nha, em chào các chị nhá. Chúc các chị một buổi chiều vui vẻ nhá. Chị là mà chưa inbox địa chỉ, inbox ngay cho em luôn nhá. Hoặc là bên em chiều nay sẽ gọi cho mọi người cố gắng nghe máy với em nhá. Ok, em chào các chị nhá.